Chiều ngày 23 tháng 1 nhằm mùng 2 Tết, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức họp mặt công nhân không có điều kiện về quê đón Tết tại khu nhà trọ của bà Phạm Thị Thu Trang ở khu phố 6, phường 14, quận Gò Vấp. Khu trọ có hơn 50 phòng, trong đó có 21 gia đình khó khăn không có điều kiện về quê, ở lại thành phố Hồ Chí Minh đón Tết. Cùng thưởng thức bữa cơm tân niên ấm cúng với 59 thành viên các gia đình công nhân, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc Tết đến các gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong công việc và những dự định kế hoạch trong năm mới. Đến với chương trình thì chúng tôi cũng có tặng mỗi hộ gia đình một phần quà. Thành phố thì có những cái bao lì xì cho các em nhỏ. Chúng tôi cũng có một phần quà động viên, cảm ơn, tri ân chủ nhà trọ qua một cái năm khó khăn. Họ đã giữ nguyên giá và giảm giá phòng, tạo điều kiện cho người công nhân tiếp tục ở lại lao động và làm việc ở cái khu nhà của mình. Năm nay cũng hoàn cảnh khó khăn, mấy mùa dịch qua làm ăn không được, cho nên là hai vợ chồng con cái ở lại đây ăn Tết. Được cái chương trình này là hỗ trợ như vậy là chúng tôi rất là vui mừng, phấn khởi. Mình ở đây mình sum họp như gì là mình cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui.